nhau hỏi nhau câu gọi là xã giao thôi, còn đâu là về dưới này. Mình cứ không bằng đâu bằng đền to phủ lớn theo điện, nhiều khi nó cũng phiền. May quá thì cũng chả mở phủ ở đấy, chứ mở ở đấy thì rồi cũng lại rất phiền. Cứ theo cả đời khổ ấy. Thế là cô mở thế này chứ. Cô thì cô sống cô biết điều lắm, cô không mấy đâu, ta không làm nhèm. Nhưng mà gặp cái người đồng thầy này quá lao liếu bắt nạt linh tinh. Thế là cái bà mẹ chồng cô tốt lắm, vâng, cô làm lắm, bán túi chỉ có tiền chỉ có em bé mai giả nó quên giả ra, nhưng mà lại mắng con người ta xây rơi ra. Rồi có khi hợp tác thả quả, rồi đến giàu thì chia với nhau Xuống đây còn mắng cả cụ đấy này cơ, thế mới nào chứ này. Đến giàu còn thỉnh thoảng còn chia sẻ cho nhau ăn. Thế mà rồi bây giờ thì bây giờ bà cụ và cô à, coi thường không thể. Người ta bảo là con nào cũng thương, đến chùa đến đền là con nào cũng thương, con giàu mà khó con khó có tật. Đằng này ít thì chê, được thì khen, thì có mới nơi cũ thì quan tâm.